nhằm để ủng hộ cho các doanh nghiệp nuôi cá mú Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương ngày hôm nay đã hóa thân thành đầu bếp, tự mình trình diễn cách chế biến món ăn với nguyên liệu cá mú. Trước lệnh cấm đơn phương nhập khẩu cá mú của Trung Quốc, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã chỉ trích đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc gây sức ép thương mại lên Đài Loan. Các chuỗi siêu thị trong nước hiện đang tham gia tiếp thị cá mú, tung ra các sản phẩm cá mú phi lê, cá mú cắt miếng tròn được đóng gói hút chân không với giá cả vô cùng hợp lý. Thủ tướng Tô Trinh Sương phát biểu, Trung Quốc phải đưa ra chứng cứ khoa học, mọi người đều làm việc theo thông lệ thương mại quốc tế. Trung Quốc gây sức ép như thế này không phải là lần đầu tiên. Tôi mong rằng Trung Quốc sẽ sử dụng bằng chứng khoa học và mọi người nên làm theo thông lệ thương mại quốc tế mới là hành động đúng đắn. Để giảm bớt tác động của lệnh cấm Trung Quốc, chính phủ điều chỉnh các siêu thị, tăng lượng hàng cá mú bán ra thị trường nội địa. Chính phủ đang tiếp cận tăng cường nỗ lực xuất khẩu để đạt mục tiêu 1.000 tấn cá mú. Hiện cá mú phi lê đóng gói hút chân không hoặc cá mú nguyên con cũng có thể mua được tại các siêu thị bán lẻ với giá trên dưới 300 đồng Đài tệ. Cá mú là một trong những loại cá biển của Đài Loan được nhiều người yêu thích bởi khi chế biến thành món ăn vô cùng thơm ngon. Thủ tướng kêu gọi người dân và chính phủ cùng chung tay nỗ lực tiếp thị và quảng bá sản phẩm cá mú ra thị trường trong và ngoài nước.